mọi người một buổi sáng an lành hạnh phúc. Chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay á, là mình sẽ làm một cái món ăn tráng miệng nha mọi người, ăn vặt á. Mình sẽ làm cái món kem chuối. Đây là nước dảo rồi các bạn. Xong thì mình sẽ thắng nước cốt dừa. Mình chế nước dảo vô, mình thắng, mình nấu cho nó sôi, mình để khoảng 2 giá đường. Và tiếp theo đây là nước cốt nè. Mình sẽ cho nước cốt vô. Tại vì khi kem chuối mình làm nhà đó, mình làm đó, cái độ béo của nó rất là ngon. Mình làm nước cốt dừa rồi sữa, cho nên nó rất là ngon. Rồi khi mình chế nước cốt vô rồi thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ chế sữa nha mọi người. Thì ở trong cái nước cốt này nó có sữa, nhưng mà khi mà mình làm đông lạnh chuối rồi mình ăn, mình cũng có thể chế thêm sữa nữa đó. Thì mình sẽ cho ra khoảng 2 giá sữa như thế này, là cái giá nhỏ này nè các bạn. Rồi đây là bột năng nha mọi người. Thì mình sẽ cho một ít bột năng vô để cho nước cốt của mình nó đặc, nó sánh lại nha. Nó sánh lại thì nó mới ngon. Mình vừa chế bột năng vô mình vừa quậy nha các bạn. Để cho bột năng đừng có bị đóng cục lại. Rồi. Vậy là mình đã làm xong cái phần nước cốt của mình. Mình tắt bếp nha các bạn. Bột năng mình đã quậy sẵn như vậy rồi, mình cho vô thì nó sẽ chín ngay lập tức thôi. Như vậy là mình đã xong cái nồi nước dừa, nước cốt dừa với sữa. Tới mọi người, nước cốt dừa với sữa nó sánh lại rất là đẹp, rất là ngon. Rồi mình chỉ chờ cho nó nguội thôi, thì mình sẽ ép chuối để mà mình cho vô tủ lạnh nha mọi người. Bây giờ là khâu chuẩn bị, mình làm chuối xong hết rồi nè. Mình lột chuối ra rồi, bây giờ làm một trái chuối như vậy mình sẽ chẻ làm đôi nha các bạn. Tại vì mình muốn làm cái miếng kem chuối của mình nó vừa ăn thôi. Mình sẽ chẻ làm đôi. Mình sẽ ép xuống. Mình ép cho nó vừa trái chuối thôi. Còn cái này là cái loại bọc nửa ký nè, mình sẽ cho trái chuối vô đây. Thì khi mình cho cái trái chuối nó vô trong cái bọc của mình như thế này nè mọi người, thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Đây là nước cốt mình đã thắng xong rồi nè nha. Ở trong đây là có dừa, nước cốt với bột. Thì mình sẽ cho vô đây như thế này. Kem chuối mình chế nhà ngon lắm nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Đó là nó nằm cái lớp dưới đó. Mình trở về lại và mình cho nó lên trên một lớp. Tức là cái phần nước cốt này nó sẽ bao lấy cái trái chuối của mình. Rồi như vậy là mình sẽ cho đậu phộng nha. Đó.
Mình làm trái chuối rất là gọn mọi người. Mình cũng có thể cho đậu phộng hai bề nữa nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình cái bề này là cái bề mình đã xếp lại nè. Nhưng mà ý của mình là mình chỉ cho đậu phộng một bề cũng được, hay là hoặc hai bề cũng được. Cái trái này mình cho cái bề bên kia, rồi bây giờ mình có thể là mình xếp ngược trở lại cũng được nữa nè. Thì cái phần này là cái phần vừa nước cốt mà là vừa đậu phộng luôn nè. Đó, mọi người sẽ thấy là đậu phộng và nước cốt cũng như thế này nè. Mình cũng có thể cho nước cốt vô trước như thế này, xong thì mình chớ chợ Nam Mô Di Đà Phật. Quên. Vừa là nước cốt vừa là trái chuối nó sẽ ngập như vậy nữa các bạn. Thì cái trái chuối của mình nó rất là bé. Rất là hấp dẫn. Làm nhỏ nhỏ gọn cho mình ăn ít nhé. Mình ép hết lực đi. Xong hết đi, mình thấy là nó mình dẹp cái khâu ép này qua bên. Rồi mình chỉ còn lo vô bọc thôi. Mình vừa ép vừa làm cho nó lu bu lắm. Mình sẽ làm một lượt ép hết rồi xong bắt đầu mình quay qua mình vô nước cốt cho nó nhanh. Tại vì thường thường á, người ta làm á, là nguyên trái, nhưng mà cái này mình làm nhà mình ăn, mình không cần làm nguyên trái đâu, mình làm nhỏ nhỏ gọn thôi. Nó nhiều nước cốt, tại vì chuối nhiều quá nó cũng ngán, cho nên mình làm vừa có sữa nước cốt. Khi mà nó đông lạnh rồi thì mình lấy ra, mình có thể để ra dĩa, mình cắt ra rồi mình chế sữa hộp lên mình ăn, nó hấp dẫn. Rồi mình thêm đậu phộng mình cà dập ra với nó mọi người, thì nó sẽ tăng cái độ hấp dẫn lên thêm. Thì cái đó là mình chỉ để đại khái vô trong cái kèo miếng chuối của mình thôi. Và ngày xưa đó là mình làm kem chuối mình bán đó các bạn. Mình bận rộn với cuộc sống, cơm áo gạo tiền lắm. Thì nói chung là mọi thứ mình đều làm, mình cũng không học hỏi nhiều, nhưng mà mình cố sáng kiến làm. Mình cũng chỉ biết ăn là nhiều, nhưng mà sau đó thì mình cũng từ từ mình phát minh ra, mình làm cho nó ngon hơn, nó chất lượng hơn. Nhưng mà hồi lúc lần đầu tiên trong đời sống của mình thì mình làm là nó, mình bán nó không có điện nữa các bạn. Cái mình làm bằng muối, mình lấy nước đá mình đập nhuyễn ra, cái mình rải muối hột lên á. Thời đó thì
mình ở trong vùng sâu vùng xa lắm, thì cái việc mà mình làm được một cái trái chuối kem chuối như thế này là nó rất giả lắm, như là bằng muối thì mình vô bọc cũng như vậy đó, mình sắp lớp ở trong cái thùng nước đá rồi xong đó, mình mới đập nước đá lên, mình rải lên một lớp rồi mình rải muối lên, rồi mình đập một lớp nữa cái mình rải muối lên, thì mình cứ làm liên tục vậy đó, thì cứ làm liên tục cho nó chừng nào nó hết tương chuối của mình thôi, thì mình sắp lớp được cái lớp cuối cùng thì mình rải nước đá cho dày lên, rồi thì mình sẽ rải muối cho nhiều vô, mình để có thể là khoảng chừng một ngày, mình làm ngày trước ngày sau mình mới bán được nha các bạn. Nhưng mà khi mà làm muối như vậy thì nó có hao hụt, chứ nó không có được dễ dàng thoải mái như bây giờ mà mình làm như thế này là bằng tủ lạnh nó sướng lắm, nó không có phải là lắc muối đồ, nó không có bị hư, nó không có bị bể bọc. Còn hồi ngày xưa mình làm với cái thủ công cái kiểu mà không có tủ lạnh đó thì nó sẽ có hao hụt ở trong cái khâu làm, nó bị hư, nó hư bọc nó chảy ra rồi muối. Giờ thì có điện có tủ lạnh rồi, sướng các bạn ơi, mọi người ơi, thời nay cái gì thì cũng sướng hết trơn. Cái bọc này á, là cái bọc nửa ký rồi nha các bạn, mình sẽ chẻ nó một phần ra cái bọc như thế này để mình để trái chuối vô mình dễ gói lại, tại vì nước cốt của mình thắng nó cũng hơi đặc rồi, nó không có chảy lỏng, cho nên vì vậy mà nó cũng sẽ giữ cái trái chuối mình nó nằm im chỗ đó, nó không có chảy ra ngoài, nó không có lỏng quá lỏng. Ở đây thì 2 4 2 4 6 10, mình gọc khoảng 10 cái bọc đi. Làm cũng khoảng chục trái trở lại thôi mọi người, để tủ lạnh đó mình ăn, mình cũng không có sợ nó hư, làm nhiều cũng được cũng không sao, nhưng mà ngày hôm nay mình chỉ còn có bao nhiêu chuối thì mình làm hết thôi, còn nước cốt có dư thì lát mình ăn món khác. Mình chuẩn bị bánh tằm rồi, đang mình ăn bánh tằm nước cốt dừa nha. Trời ơi, trời ngu dữ rồi cha, bậy tầm bạ đúng không, bỏ vô trong cái chảo nước cốt. Đậu phộng càng nhiều càng ngon đó các bạn, không có sao hết đó, mình cứ để đậu phộng thoải mái. Trong cái hương vị của cái trái chuối của mình là đậu phộng, nó làm cho tăng hương vị của cái trái cây kem chuối của mình lên rất là nhiều. Vậy mà mình có để nhiều đậu phộng cũng không sao cả. Mình cái cây kem chuối rất là ngon đúng không các bạn? Tại vì mình gói nhà thì nó sẽ ngon như vậy đó mọi người ơi. Người ta bán, người ta không có làm như mình chất lượng cao gì đâu nha. Có một cái trái chuối kem rất là tuyệt vời, đông lạnh ngày trước ngày sau là mình có chuối mình ăn rồi.
Đây là mình chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh nha mọi người. Mình xếp như thế này luôn, mình chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh. Mình nghĩ là trái chuối của mình nó béo cực kỳ luôn rồi các bạn ơi. Sẽ rất là ngon. Rồi mình đem vô bỏ tủ lạnh nha. Một ngày một đêm ngày sau mình sẽ có cái chuối mình ăn đấy nha các bạn. Tủ của mình rất là lạnh. Rồi, cái khâu mình lặn kem chuối mình đã xong. Tạm biệt mọi người. Ngày mai ăn kem chuối, ngày mai lấy ra ăn nha. Hôm nay là ngày mình có kem chuối ăn nè các bạn. Đây là cách mình ăn sang trọng nha mọi người. Còn mình ăn đơn giản thì mình chỉ cần cầm cây kem mình ăn thôi. Còn cái này là mình sang trọng nữa nè. Mời ông xã mình thưởng thức đầu tiên nha. Kem chuối mình làm nhà ăn nè các bạn, mời các bạn cùng thưởng thức nha. Mời ông xã. Cái kem chuối của mình rất là tuyệt vời các bạn. Rất là ngon. Cầm đi anh. Vừa cầm vừa cắn ăn đi. Cái cây kem chuối của mình là khi mình làm nhà thì mình làm nó sẽ ngon hơn, người ta bán rất là nhiều lần. Cái độ béo nước cốt dừa mình làm cũng nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ rải đậu phộng thêm cũng nhiều nữa nha. Rồi. Đây là khâu cuối cùng mình chế sữa hộp đi nha mọi người. Rồi ăn sang trọng nha các bạn. Rồi xong. Như vậy là cái món kem chuối ăn giải trí của mình để ăn chơi với ăn tráng miệng thì nó đã hoàn thành. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rất là hấp dẫn. Ở đây là sữa hộp và đậu phộng. Rồi mời mọi người.